Cô thân chào các em học sinh trường Chu Nhân An thân mến. Hôm nay cô trò mình cùng nhau tìm hiểu về bài 36, tổng kết về cây có hoa. Bài này chúng ta sẽ học trong 2 tiết. Tiết đầu tiên, cây là một thể thống nhất. Tiết thứ hai, cây với môi trường. Chúng ta cùng tìm hiểu một la mã cây là một thể thống nhất. Một nhỏ, sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mọi cơ quan ở cây có hoa. Cô mời các bạn quan sát sơ đồ hình 36.1, sơ đồ cây có hoa. Ở cây có hoa gồm có những cơ quan nào? Chúng ta cùng xem đáp án nha các em. Và rễ thân lá được gọi là cơ quan gì? Hoa quả hạt được gọi là cơ quan gì? Rễ thân lá được gọi là cơ quan sinh dưỡng. Hoa quả hạt được gọi là cơ quan sinh sản. Và chúng ta dựa vào hình 36.1 để làm cái bài tập. Ở trang 116, bảng biểu màu xanh, người ta cho mình 6 câu với 6 câu trả lời khác nhau. Các em hãy đọc kỹ và các em sắp xếp vào cho cô. Và cho cô biết ở cơ quan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó tương ứng với cơ quan nào ở cây xanh có hoa. Các em 2 phút các em làm bài tập này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem đáp án nha các em. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt gồm vỏ quả và hạt, đó chính là quả. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước. Những tế bào phát mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được, đó chính là cơ quan lá. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh kết hạt và tạo quả. Mang cái hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và nõn chứa tế bào sinh dục cái, đó chính là hoa. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây, gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch ray, đó chính là thân. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi sống, gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ, đó chính là hạt. Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây, có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút, đó chính là cơ quan rễ. Sau khi đã làm bài tập rồi, các em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan? Đó chính là có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan. Bây giờ chúng ta sang tiếp phần 2 nhỏ. Sự thống nhất về chức năng giữa các bộ phận ở cây có hoa. Các em xem dùm cô ha, cái sơ đồ, cái đường đi của mũi tên màu đỏ và đường đi của mũi tên màu xanh. Chúng ta xem là lá quang hợp thì cần có những cái điều kiện nào? Nước và muối khoáng được rễ cây hấp thụ vào và vận chuyển đi đến lá, đến các cơ quan khác của cây nhờ vào mạch gỗ. Và lá lấy khí oxy carbonic cùng với các ánh sáng mặt trời, nước để quang hợp tạo ra chất hữu cơ và khí oxy. Và cũng nhờ mạch ray vận chuyển đi đến các cơ quan của cây. Chúng ta tìm hiểu về mối quan hệ giữa chức năng của rễ thân lá trong cây. Đây là cái sơ đồ rễ thân lá. Chúng ta biết là rễ làm nhiệm vụ hấp thụ nước và muối khoáng, nhờ thân vận chuyển đi đến lá. Và lá quang hợp chế tạo ra chất hữu cơ cũng nhờ thân đưa đến các bộ phận của cây. Vậy các em có nhận xét gì về mối quan hệ về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa? Ở cây có hoa, nó có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan của cây với nhau.
Và chúng ta xem là khi mà một cơ quan ảnh hưởng thì các cơ quan khác có bị ảnh hưởng hay không. Lá, hoạt động của lá bị giảm đi thì nó có ảnh hưởng đến cơ quan khác hay không các em? Chúng ta biết là khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thì sự hút nước của rễ cũng giảm đi. Sự quang hợp của lá không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân rễ nên cây sinh trưởng chậm và ảnh hưởng tới sự ra hoa, kết hạt và tạo quả. Trong trồng trọt, tại sao khi cung cấp đủ phân bón và tưới nước cho cây trồng thì cho năng suất cao? Thì nếu ta bón đúng, bón đủ các loại phân thì rễ cây sẽ hoạt động tốt, chuyển được nhiều nguyên liệu cho lá. Với ánh sáng đầy đủ, lá sẽ quang hợp tốt, chế tạo được nhiều chất hữu cơ giúp cho các cơ quan khác cũng phát triển. Thân sẽ mập mạp nè, cho chúng ta nhiều quả và nhiều hạt. Bây giờ chúng ta cùng nhau chép bài. Phần ghi nhớ này chính là phần ghi nhớ hồng ở trang 117. Bây giờ chúng ta sang tiếp phần 2 là mã cây với môi trường. Các em cho cô biết là cây sống ở những môi trường nào? Chúng ta biết là cây sống ở dưới nước nè, sống trên cạn và sống trong những môi trường đặc biệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cây sống dưới nước. Môi trường dưới nước thì cây nó sẽ có những cái đặc điểm gì? Chúng ta cùng quan sát nha các em. Đây là hình ảnh cây súng trắng, cây rong đuôi chó. Em có nhận xét gì về hình dạng lá ở các vị trí trên mặt nước và lá chìm trong nước? Chúng ta thấy là cây súng trắng, lá của nó có dạng hình tròn, phiến lá to và nó nổi trên mặt nước để nhằm mục đích là thu nhận được nhiều ánh sáng. Còn cây rong đuôi chó chúng ta thấy là lá của nó sao các em? Dài, nhỏ, phiến lá nó nhỏ và nó có rất là nhiều, nhằm mục đích là làm giảm sức cản của nước. Chúng ta biết là sống trong nước thì ở dưới nước nó có những cái cơn sóng của nước thì nó sẽ dập dìu trong nước, làm nếu như mà lá nó to thì nó sẽ bị làm lá bị rách, nhưng lá nó nhỏ để nhằm mục đích là lá nó không bị. Chúng ta xem tiếp cây bèo tay, còn gọi là cây lục bình. Cây bèo tay hình A là cây sống ở trên mặt nước ha, và cây sống ở trên cạn. Thì các bạn nhận xét cho cô hình dạng của hai cây này nó như thế nào? Nó có khác nhau hay không? Chúng ta thấy là cây bèo tay mà sống ở dưới nước thì cuốn lá của nó là phình to ra, và các em bấy tay mà bóp nhẹ vào thì thấy mềm và xốp. Điều này nó có giúp ích gì cho nó hay không? Còn cây bèo tay mà sống trên cạn thì các em thấy là cuốn lá của nó sao các em? Thẳng và dài. Giải thích cho cô tại sao nó có sự khác nhau như vậy. Cây bèo tay sống cho nổi trên mặt nước, cuốn lá nó phình to là nhằm mục đích là nó sẽ chứa nhiều không khí giúp cho nó nổi lên trên mặt nước. Còn cây bèo tay sống ở trên cạn, chúng ta thấy là cuốn lá của nó có phình to không? Nó không có phình to, nhưng cuốn lá nó dài để giúp cho nó sao các em? Giảm sức cản của gió giúp cây đứng vững trên cạn và đồng thời vươn cao lên để nhận ánh sáng. Đây là một số hình ảnh cây sống dưới nước: cây non tầm, cây sen, cây rong đuôi chồn và cây rong đuôi chó đỏ. Đây là những hình ảnh các cây sống ở dưới nước nha các em. Chúng ta tìm hiểu về cây sống trên cạn. Cây này to ghê chưa? Vì sao cây mọc ở nơi mặt đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng? Đây là hình ảnh của những cái cây này nè, nó ăn sâu
Còn những cây mà nó không ăn sâu thì nó lan rộng ra. Tại sao các em? Để nó tìm được nguồn nước ngầm, hoặc là hút được, nó lan rộng ra để nó hút được sương đêm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cây sống môi trường đặc biệt. Sa mạc, vùng Bắc Cực, núi, đầm lầy, ven biển. Chúng ta cùng tìm hiểu về cây đước, là cây sống ở vùng đầm lầy, ngập thủy triều ở vùng ven biển. Và cây bụt mọc này chúng ta đã học ở bài rễ biến dạng. Thì chúng ta thấy là rễ của nó mọc ngược lên trên. Thì tại sao cây đước, người ta còn gọi là bộ rễ trống, cây bụt mọc nó mọc ngược lên trên như vậy? Là giúp cho nó thích nghi với đời sống ở vùng đầm lầy. Có rễ trống giúp cho nó đứng vững ở vùng đầm thủy triều. Chúng ta biết là có con nước lên xuống mỗi ngày. Và cây bụt mọc có rễ mọc ngược lên trên mặt nước để nó lấy không khí giúp cho rễ cây hô hấp. Cây xương rồng sống ở nơi sa mạc. Chúng ta biết là sa mạc là nơi khí hậu rất là khắc nghiệt và có nước nhiều hay ít nè. Nước của nó rất là hiếm. Thì các bạn thấy cây của nó có bộ rễ rất là dài, hoặc là lá biến thành gai để nhằm mục đích là giảm sự thoát hơi nước qua lá và tìm những mạch nước ngầm sâu trong lòng đất. Như vậy cô trò mình đã tìm hiểu về cây sống ở môi trường khác nhau ha. Cây sống dưới nước, cây sống trên cạn và cây sống trong những môi trường đặc biệt. Các em hãy cho cô biết là cây sống trong môi trường nước, môi trường cạn và môi trường đặc biệt, nó có những cái đặc điểm giúp cho nó thích nghi như thế nào. Các em sẽ xem những cái ví dụ đó nằm ở sách giáo khoa trang 120 và 121. Bây giờ chúng ta ghi bài về thê hay mẹ. Đây chính là ghi nhớ hồng ở trang 121 sách giáo khoa. Bài học của hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Các em nhớ học bài. Cô chúc các em học bài tốt nhé.